Bruno Fernandes đã từng đứng trước viễn cảnh rời bỏ Manchester United vào mùa hè năm nay. Nhưng rồi đến cuối cùng Bruno đã quyết định ở lại. Đúng, anh chọn ở lại và đến bây giờ, nhiều người phải đặt câu hỏi rằng liệu đó có phải một quyết định chính xác khi mà mọi thứ diễn ra từ đầu mùa giải đã không được suôn sẻ cho lắm với cá nhân thủ quân của Quỷ Đỏ. Nào, hãy cùng tôi nhìn lại câu chuyện của chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha này từ những ngày anh tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân Old Trafford cho đến hiện tại khi anh đang ngụp lặn trong biển áp lực và chỉ trích. Liệu Bruno có thể trở lại là người hùng mà Manchester United vẫn hằng mong đợi hay sẽ tiếp tục phá vỡ hình tượng bằng những màn trình diễn cùng cách hành xử đáng thất vọng ở trên sân? Để mở đầu câu chuyện, chúng ta cần điểm qua những gì đã xảy ra vào mùa hè này. Bruno Fernandes đã từ chối vô số lời đề nghị hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới để ký hợp đồng mới với Manchester United. Đúng vậy, mặc cho những lời mời gọi quyến rũ từ Barcelona, Bayern Munich và cả Al Nassr, Bruno đã chọn tiếp tục cống hiến cho màu áo đỏ thành Manchester. Bruno đã ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Manchester United và người ta nói rằng đây là một bản hợp đồng béo bở, không chỉ về mặt tài chính mà còn là niềm tin mà câu lạc bộ đặt vào anh. Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu mới của câu lạc bộ, có vẻ đã lỡ đặt nhiều kỳ vọng vào Bruno với hy vọng rằng anh sẽ là chiếc chìa khóa giúp Manchester United trở lại thời kỳ hoàng kim. Nhưng thật không may, sau 11 trận đấu của mùa giải, câu lạc bộ chỉ thắng có 3 trận. Nếu bạn là fan Quỷ Đỏ, có lẽ bạn sẽ không ngạc nhiên vì năm nào chẳng có một mùa giải giống như thế này. Trong một cuộc phỏng vấn với ESPN, Bruno đã chia sẻ, tôi đã nhận được những lời đề nghị cụ thể, nhưng rồi vì một lý do nào đó, có thể là tình yêu với màu áo đỏ hoặc đơn giản là tình trạng tài chính của câu lạc bộ mới quá tốt, Bruno đã chọn ở lại. Anh nói rằng Manchester United cần anh và đây là thời điểm để thay đổi. Ồ, và đó cũng chính là thời điểm mà United tiếp tục thua liên tục. Đúng là một sự thay đổi đầy thú vị, phải không? Gần đây Bruno cũng đã lại khiến các cổ động viên của Man United cảm thấy không hài lòng khi không ngần ngại thừa nhận rằng anh thích chơi cho đội tuyển quốc gia hơn. Chúng tôi đã không thể giành chiến thắng trong những tuần gần đây. Bầu không khí ở Old Trafford đang rất tệ. Tuy nhiên ở đội tuyển Bồ Đào Nha là câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, mọi thứ ở đây đều tốt đẹp. Tôi đang ở đất nước của mình, nói ngôn ngữ của mình và ăn những món quen thuộc. Tôi cũng chơi tốt cho màu áo đội tuyển quốc gia. Tôi cảm thấy thoải mái nhất khi được thi đấu cho Bồ Đào Nha. Ở đây tôi mới được chơi bóng với đẳng cấp cao nhất. Bồ Đào Nha là một tập thể chất lượng và không kém phần năng động. Tôi hy vọng sẽ mang bầu không khí tích cực ở Bồ Đào Nha về Manchester United. Tích cực chưa thấy đâu, nhưng trước hết Bruno đã làm cho một bộ phận các cổ động viên của Man United cảm thấy khó chịu rồi. Đặc biệt trong tình cảnh ở trên sân bóng, màn trình diễn của anh ở mùa giải năm nay là rất đáng thất vọng. Mặc dù Bruno có thể là một nhân vật không thể thiếu của Manchester United trong vài mùa giải trước, nhưng hãy đối mặt với sự thật. Mùa giải 2024-2025 này anh vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Khi trở lại câu lạc bộ, tôi muốn cải thiện khả năng ghi bàn. Bruno đã nói như vậy và các fan của Man United chắc chắn không mong đó chỉ là một lời hứa suông. Việc Bruno tranh cãi với trọng tài, lèm bèm với đồng đội và thường xuyên tỏ ra không hài lòng với mọi thứ xung quanh không phải là hình ảnh của một đội trưởng mà người hâm mộ mong muốn. Bruno muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, muốn là người dẫn dắt lối chơi của đội bóng. Nhưng đôi khi đội bóng cần anh nhất, cầu thủ này lại không thể hiện được bản lĩnh cần thiết. Kể từ khi được Erik ten Hag trao băng đội trưởng và nâng lương lên mức 350.000 bảng mỗi tuần, kỳ vọng vào Bruno Fernandes lại càng lớn hơn. Tuy nhiên những gì mà anh thể hiện không xứng đáng với kỳ vọng và mức lương mà câu lạc bộ chi trả. Mùa giải này, Bruno vẫn chưa ghi được bàn thắng nào và chỉ có một pha kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh. Dù anh thường xuyên là người thực hiện các tình huống cố định, điều này rõ ràng không đạt yêu cầu với một tiền vệ có vai trò chủ chốt như Bruno. Chính sự nóng vội đó đã dẫn đến pha vào bóng cao chân và hệ quả là tấm thẻ đỏ. Đây không phải là phong thái của một tiền vệ nhạc trưởng hàng đầu, người được kỳ vọng dẫn dắt lối chơi của đội bóng. Các tiền vệ đẳng cấp như Kevin De Bruyne hay Toni Kroos luôn biết cách xử lý tình huống với sự điềm tĩnh và khôn ngoan. Rất ít khi phung phí bóng trong những pha bóng quan trọng như cách Bruno đã làm. Vai trò đội trưởng của Manchester United là một vinh dự lớn và người giữ trọng trách phải là người có khả năng truyền cảm hứng cho đồng đội, giữ vững tinh thần và dẫn dắt cả đội trong những thời khắc khó khăn nhất. Bruno Fernandes luôn thi đấu với sự nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu rất cao, tuy nhiên tinh thần đó thường đi quá giới hạn và trở thành gánh nặng cho đội bóng. Những hành động của Bruno trên sân như tranh cãi với trọng tài hay lèm bèm đồng đội không giúp ích gì cho Manchester United. Thay vào đó, nó chỉ làm giảm tinh thần của đội và khiến Quỷ Đỏ mất tập trung trong những thời điểm quan trọng. Một thủ quân cần biết giữ sự bình tĩnh, làm gương cho đồng đội và Bruno đã không làm được điều đó. Lối chơi của Manchester United hiện tại đang gặp phải nhiều vấn đề lớn và một trong số đó là sự phụ thuộc quá nhiều vào Bruno Fernandes trong việc tổ chức tấn công. Việc Bruno thường xuyên giữ vai trò nhạc trưởng đã khiến các đồng đội phụ thuộc quá mức vào anh
và khi tiền vệ người Bồ Đào Nha chơi không tốt hoặc mắc sai lầm, cả đội gần như bị tê liệt trong việc triển khai bóng. Manchester United cần một lối chơi đa dạng hơn, trong đó mỗi cầu thủ đều có thể đóng góp vào việc xây dựng tấn công mà không nhất thiết phải dựa vào sự sáng tạo của một cá nhân duy nhất. Việc Bruno chưa có bàn thắng nào trong mùa giải này và chỉ có một pha kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh là minh chứng cho sự bế tắc của Man United khi không có phương án thay thế hiệu quả. Man United đang đối diện với rất nhiều thách thức trong mùa giải 2024-2025 với một đội hình có nhiều tài năng nhưng thiếu sự ổn định, trách nhiệm của Erik ten Hag là rất lớn. Quyết định trao băng đội trưởng cho Bruno Fernandes có thể đã được đưa ra với mục đích khơi dậy tinh thần và trách nhiệm của cầu thủ này. Nhưng đến thời điểm hiện tại, hiệu quả của quyết định đó vẫn còn rất đáng nghi ngờ. Bruno là một cầu thủ sáng tạo, nhưng anh cũng là một người rất khó để quy định theo một chiến thuật cứng nhắc. Anh thích được tự do dâng cao, tìm kiếm những khoảng trống và thử những đường chuyền mạo hiểm. Điều này đôi khi mang lại hiệu quả lớn, nhưng cũng nhiều lần khiến đội bóng bị mất bóng và rơi vào thế phòng ngự bị động. Trong bối cảnh mà Manchester United không có một hàng thủ ổn định và mạnh mẽ, những pha mất bóng ở tuyến giữa của Bruno đã dẫn đến không ít tình huống nguy hiểm cho đội nhà. Ten Hag rõ ràng hiểu được điều này và ông đã cố gắng điều chỉnh vai trò của Bruno. Tuy nhiên, việc thay đổi lối chơi của một cầu thủ như Bruno là một thách thức lớn. Một mặt, bạn cần anh ở phía trên để tạo ra cơ hội. Mặt khác, bạn cần sự kỷ luật và trách nhiệm phòng ngự từ anh, đặc biệt trong trận đấu quan trọng. Điều này đã tạo ra một sự mâu thuẫn trong cách mà Bruno chơi bóng và kết quả là anh không còn tỏa sáng như những mùa giải trước nữa. Không thể không nhắc đến yếu tố áp lực từ truyền thông và người hâm mộ khi nói về phong độ của Bruno Fernandes là đội trưởng của một câu lạc bộ lớn như Manchester United. Mọi hành động và quyết định của Bruno đều bị soi xét kỹ lưỡng. Mỗi lần anh thi đấu không tốt, các bài báo mạng xã hội và các diễn đàn đều tràn ngập những lời chỉ trích. Công bằng mà nói, Bruno đã chịu rất nhiều áp lực trong vai trò lãnh đạo đội bóng. Không chỉ là người kiến tạo và ghi bàn, anh còn phải gánh trách nhiệm làm thủ lĩnh tinh thần, động viên các đồng đội khi đội bóng gặp khó khăn. Điều này đòi hỏi ở anh một tâm lý thép và sự điềm tĩnh. Nhưng đôi khi chính Bruno cũng để cảm xúc lấn át. Những hình ảnh Bruno lèm bèm với trọng tài hay tỏ thái độ không hài lòng với các đồng đội đã trở thành quen thuộc trong các trận đấu của Man United. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh mà còn tạo ra sự mất đoàn kết ở trong đội. Áp lực từ bên ngoài không chỉ đến từ truyền thông mà còn từ chính các cổ động viên Quỷ Đỏ. Với kỳ vọng rằng đội bóng sẽ nhanh chóng trở lại đỉnh cao, các cổ động viên đã tỏ ra mất kiên nhẫn khi thấy đội bóng liên tục sa sút phong độ. Bruno với tư cách là đội trưởng và là người mang nhiều trọng trách nhất đã trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích. Việc phải thi đấu dưới áp lực nặng nề này rõ ràng đã ảnh hưởng đến tinh thần và phong độ của anh. Mùa giải còn rất dài và dù Bruno Fernandes đang trải qua một giai đoạn khó khăn, không thể phủ nhận rằng anh vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất tại Old Trafford. Vấn đề là Bruno cần phải tìm ra cách để thích nghi với những thay đổi xung quanh mình. Bruno có thể sẽ phải điều chỉnh lại lối chơi thay vì cố gắng thực hiện quá nhiều đường chuyền mạo hiểm và luôn dâng cao tấn công. Có lẽ anh nên học cách kiểm soát bóng tốt hơn, tạo sự ổn định cho hàng tiền vệ và chỉ chọn những thời điểm phù hợp để thể hiện sự sáng tạo của mình. Một Bruno điềm tĩnh và biết tiết chế có thể mang lại nhiều hiệu quả hơn cho Man United so với một Bruno bùng nổ nhưng dễ mất kiểm soát. Dù khó khăn vẫn còn ở phía trước nhưng như những gì Bruno đã nói, tôi chọn ở lại vì tôi tin rằng Manchester United có thể thay đổi. Hy vọng rằng anh sẽ là một phần của sự thay đổi đó, thay vì chỉ là một câu chuyện buồn khác trong lịch sử câu lạc bộ danh tiếng này.